Đó mới chỉ là bước đầu thôi. Dường như chúng ta nên quay lại. Nhưng không, hãy đi tiếp đường này và cố gắng giữ thăng bằng với cây sào này nhé. Yay! Cuối cùng chúng ta cũng có thể bước đi bình thường hoặc cố bình thường hết sức khi có vực thẳm bên dưới bạn. Ôi trời! Wow! Là một con đại bàng sao? À! Hú hồn con trồn! Mong là không có gì làm tôi phân tâm nữa. Đại bàng, ngoan nào! Làm ơn để ta yên! Chồng cứ tưởng dễ. Chậm lại nào. Dây thừng ơi, cứ ở đó đi. Dừng lại. Suýt thì chết. Ai ui. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta làm được mà. Thở ra, hít vào, hít, thở, hít, thở. Dây thừng ơi, làm ơn yên đi. Tôi chịu thôi, không đi nổi. Xin lỗi mọi người, tôi sẽ ở yên đây. Lại thở ra, hít vào. Wow, từ nền đất vững chắc nhìn dễ hơn nhiều đấy. Chúng ta đi qua một nửa chặng đường rồi, nhẹ cả người. Giờ thì chuyện gì có thể xảy ra nữa? Tất nhiên rồi, giờ tôi chỉ muốn được tắm sạch sẽ thôi. Ái ui, phải thật mạnh mẽ và can đảm. Yêu, ôi trời! Giờ làm sao tôi giữ được thăng bằng đây? Ồ, tiếp tục thôi. Gần đến rồi. Ôi da! Ôi trời! Aui! Không tin nổi chúng ta hoàn thành rồi. Ôi trời, nguy hiểm ghê.